chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ và chào hạnh phúc các bạn nha. Hôm nay thì ngày 2 tháng 11, tức là ngày đầu tiên đi bầu cử các bạn. Thì hôm nay tụi mình đi đang trên đường đi bầu cử. Thì đây là cái năm đầu tiên, tức là cũng là lần đầu tiên mình đi bầu cử các bạn. Vì mình mới có quốc tịch cho nên mình được phép đi bầu cử. Thì khi mình có quốc tịch xong, họ gửi cho mình cái tờ giấy này bạn. Cái tờ giấy này để đi bầu cử nè. Đó, thì mình cầm này theo hờ thôi, chắc không cầm nữa đâu. Chủ yếu là cầm cái driver license thôi. Thì mình lần đầu tiên mình đi bầu cử ở Mỹ cho nên mình cũng không biết mình bầu cho ai. Bởi vì mình cũng chưa tìm hiểu tất cả mọi người ở các vị lãnh đạo tiểu bang các bạn, cho nên mình cũng không rõ. Cho nên mình đi với bạn mình bầu ai thì mình bầu người đấy. Bạn mình thì ủng hộ ông Kim cũng là cộng hòa đó các bạn, cho nên bầu các dân chủ tiểu bang á, chẳng hạn như là thống đốc bang nè, rồi các vị lãnh đạo ở tiểu bang các bạn, nó thì mình bầu hết tất cả những người đó. Normally I vote independent, which means I go Democrat and Republican. Yeah, so you choose Republican. And last time I voted in the election, I unfortunately voted Democrat. Pretty much straight Democrat. And the country ended up with a legal chair. It's the person that forgets. So this year I'm going Republican. Straight Republican. So this year it is. You're voting for city council, probably the school district, I believe. I believe you're voting for your sheriff. You are voting for your, maybe even be the mayor, which is the local city person. Voting for the state representative. You're voting for your state senator. You're voting for your precinct judges. You're voting for your local judges, your county judges. Your county commissioner, you're voting for your U.S. congressman. Mm-hmm. So you mean on the leader of the state, right? The leaders of the state, and then some of the leaders of the federal government, and some of the leaders of the local government. Uh-huh. And then you're voting for your U.S. congressman, mm-hmm. and you're voting for your U.S. senators. Not a huge fan of Cruz, but I'm guessing that's probably who I'll vote for. Nói chung các bạn, nói chung là cái đợt bầu cử này là không phải bầu cử tổng thống mà bầu cử cho tất cả các vị lãnh đạo của tiểu bang và liên bang. Thì giống như mình ở Việt Nam mình thì bầu cho các cái cấp ủy ban tỉnh các bạn, như là chủ tịch tỉnh nè, chủ tịch huyện nè, chủ tịch xã nè. Thì ở đây cái đợt bầu cử ở đây đợt này cũng vậy các bạn. Đó là bầu cử mình chọn ra những các vị lãnh đạo cho của tiểu bang và liên bang. Cho nên mình cũng hơi chắc đó, nói chung là không rành lắm, cho nên cứ mà mình bầu ai thì mình bầu theo người đó cho đơn giản. We're going right up here. Yeah. And you'll see all the signs outside the front of it that's yeah. telling you that's a voting poll. See here. Yeah. Cho nên mình đi bầu ở cũng gần nhà các bạn, ngay cái chỗ và thư viện luôn. Cũng gần tới nè, nó quá trời nè. Tất cả các huyện hiệu của các cái đại biểu các bạn thì người sẽ mình chào. Rất là nhiều tên luôn nè, nó. Quá trời luôn. Cho nên mình không rõ, không nắm được ai, cho nên không biết. Cho nên là cứ bầu theo bạn mình, ủng hộ qua đảng Cộng Hòa. Đây là thư viện của Fort Bend County Library, Sugarland Ranch. Thấy chỗ các bạn. Thì mình chắc cũng không được quay ở bên trong đâu, cho nên mình cứ quay bên ngoài như vậy thôi. Rồi chút mình quay tiếp cho các bạn xem. Cũng bầu rất là nhanh luôn, mình chọn ra phần là cái cộng hòa hết trơn luôn, cũng dễ.
mình bầu bầu bằng máy vi tính, chờ cái mình cứ click click mình chọn chọn xong in ra cho mình thôi, in ra một cái danh sách đó đó, xong mình lấy cái danh sách mình bỏ vào cái phiếu bầu, rồi cuối cùng mình cho cái phiếu bầu vào trong cái thùng mà. Xong thì mình nhận được cái này là mình đã bầu cử xong. Lấy này mình dán lên, dán lên tới nữa. I was. Đi đi. Cuối cùng cũng đã xong các bạn, cũng đã bầu xong. Vô đình bầu làm chừng có 5 phút là xong à. Bây giờ mình đi bầu sớm các bạn, nên là không có đông lắm. Chứ mình đợi đến ngày mà ngay ngày bầu cử luôn á, election day luôn á, là cái ngày nó đông phải get like. Và với là người ta mở cho đến 10 giờ tối luôn. Còn bây giờ mấy ngày đầu này thì mình đi bầu sớm nó khỏe, ít người, không cần phải đợi get like nữa. Mình cứ vô có 1-2 người là mình bầu là xong. Mình đi vô xong, mình đưa cái ID xong rồi check xong. Xong họ in ra cho mình một cái tờ giấy dài có cái mã code á. Xong rồi lấy cái mã code á, mình đi lựa chọn cái thùng bầu á, có cái máy vi tính á, mình đút vô cái mình cho cái tờ giấy đó vô thì họ sẽ scan. Thì sau đó họ sẽ hiện lên tất cả các danh sách là cử tri. Sau đó mình chọn, chọn xong á, rồi họ sẽ in cho ra một cái danh sách luôn, những danh sách những cái người mình đã chọn bầu á, vô cái tờ giấy đó. Xong thì mình lấy cái tờ giấy đó mình qua cái máy khác, tức là cái thùng phiếu á, mình cho cái tờ giấy đó vô cái thùng phiếu là xong các bạn. Rất là đơn giản, mình tưởng nó cũng rườm rà phức tạp cho nên mình rất là đơn giản cho nên đã làm xong. Cho nên đây là năm đầu tiên và lần đầu tiên mình đi bầu cử tại Mỹ các bạn nhé. Mà ở Việt Nam mình cũng hình như mình chỉ bầu được có một lần các bạn, lúc còn học phổ thông á, chứ sau đó mình cũng không có đi bầu nữa. Okay. Uh-huh. What? The green. And so what did you think? It was okay. So did you tell them how you do it, what you do? Uh-huh. Okay. So they threw one curveball question in there at the very end. It's, do you want to raise taxes for the school district or not? Do you want to pay more taxes? Yeah. And it was for facilities and all that. What it pretty much means, I think, is do you want to pay extra for a football stadium or not? I think is what they're trying to do with a new football stadium. I said no, because what it does is it raises your taxes that you pay to the school district. I don't know. And so I think Andy selected yes, but that's okay. Yeah, it's first time. It's okay. It's okay. So I made more time. Right, but we'll see. Who knows what's going to happen? I don't know if it's going to pass. I think most people, if they say, do you want to vote for school district, would say yes. A lot of people say no. A lot of people say yes because they see school district. If it says, like, do you want to pay more taxes for Social Security, people will say no. But if it's, you want to pay more for schools, most people say yes. Okay. Good job. No. À, cái câu hỏi cuối cùng á, câu hỏi cuối cùng sau khi mình chọn các cái cử tri xong, nó có hiện lên cái cầu mà hỏi về các cái mà có liên quan đến trường học á, mình có ủng hộ là tăng thế hay là chống lại tăng thế không, thì mình cũng không rành lắm cho nên mình cứ chọn yes luôn, tức là mình đồng ý tăng thế các bạn. Bạn mình thì chọn again, tức là không đồng ý. Ok, giờ về đến nhà rồi các bạn, giờ bye bye các bạn nha, tạm biệt các bạn. Ai chưa đi bầu hãy đi bầu đi nha.